Chào mấy anh em. Thì mình cũng mới đăng mấy cái video về vấn đề mà sốc nước đó. Thì tại vì mình cũng thấy có một số anh em á, là nói chung là cũng nhiều mấy anh em cũng hỏi về vấn đề mà thứ nhất là cá bị tốt bụng nha. Là cái thứ hai á, vấn đề thứ hai á là khi mà mấy anh em đi làm á, ví dụ như sáng đi làm xong để tới chiều thì có cái nguồn thức ăn nào mà để cái cách nào mà để cho cá nó ăn mà vẫn đủ chất dinh dưỡng và nó cá nó vẫn khỏe nha. Thì trong cái vấn đề thứ hai á thì mình có review một số cái thức ăn nó làm cho con cá nó thực sự như mấy anh em luôn, là mấy anh em phải tinh về vấn đề mình cái review về thực phẩm của mình nha. Mình dùng mấy video khác á, mình không có nói, nhưng mà riêng cái video này á thì mấy anh em hãy tinh về vấn đề mà mình review về cái thực phẩm thức ăn. Thì trong cái thực phẩm đó là có 3 loại, và mình thấy cũng có đa số mấy anh em cũng hỏi là cá mình ăn cái gì, rồi chăm sóc như thế nào, ăn cái gì là ok nhất. Thì ngày hôm nay á là mình review luôn cái loại thức ăn mà mình đã test rồi, đầy đủ chất dinh dưỡng mà ít tốn chi phí, lại linh hoạt nữa, cực kỳ ít tốn chi phí nha, mà mình bảo đảm là an toàn cái đến cái vấn đề mà sức khỏe của con cá. Tại vì mình đã test rồi, và mình sẽ hướng dẫn cái video này, hướng dẫn để mấy anh em, hướng dẫn chi tiết luôn nha, để mấy anh em nuôi được những cái nói chung là cung cấp được cái thực phẩm cho chủ động cho bản thân mình để nuôi cá, rất là tốn chi phí luôn nha, mà rất là sạch. Tại vì cái vấn đề mà thức ăn này nó cũng liên quan rất nhiều lắm. Thì bây giờ là ba cái vấn đề đó, là ngày hôm nay mình làm cái video này, tại vì cũng có một số anh em hỏi á, những cái sản phẩm đó, cho nên mình sẵn đây thì mình cũng đang làm số lượng và đang bán nha. Thì cái combo là ba cái thực phẩm mình chuẩn bị mình review, tại vì mình thấy ok mà giá thành nó cũng rẻ nha. Thì mình thấy ổn quá vậy, nhiều anh em hỏi nên mình lấy gì mà bán rồi, mà bán nó thì sự là cũng đủ tiền công thôi, chứ cũng không có lời gì lắm đâu nha. Nên cái này là để mình chia sẻ với mấy anh em thôi, để anh em đỡ tốn chi phí, đỡ tìm được, và mình cũng chỉ ra hết luôn, không phải là ví dụ như mình trong cái combo đó có cám trộn này, có acami này, rồi có trùng trắng này, rồi giống như thế nào, loại như thế nào, hay là trộn cái gì, mình nói hết cho mấy anh em luôn. Mấy anh em nếu có tiệm thì mấy anh em mua được, khác cũng được, không thành vấn đề nha. Cái mục tiêu là video là để mình review được những cái chất lượng sản phẩm, những cái thức ăn đó nha. Rồi vấn đề là đi đầu tiên mình chia sẻ về vấn đề mà con cá nó bị tốt bụng nha, nguyên nhân vì sao và cái cách trị bệnh của nó. Thì mấy anh em biết sao không? Cái tốt bụng với cái sình bụng là hai cái là nó khác nhau hoàn toàn nha mấy anh em nha, nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như thế này, con cá mà nó tốt bụng á là nó sẽ hai trường hợp. Con cá mà nó bị sình bụng á là chỉ đơn giản là nó ăn những cái mà nó không tiêu hóa được nha, và nó sù quẩy, nó sình bụng lên, bụng nó to lên và nó có dấu hiệu là sù quẩy, ăn không tiêu nha. Còn cái con cá mà nó bị tốt bụng và đi phân trắng là nó lại có hai loại tốt bụng đó. Loại đầu tiên là khi mà con cá vừa đẻ xong nha, con cá mái vừa đẻ xong thì nó đẻ sạch trứng rồi, thì lúc đó là cơ thể nó rất là cạn kiệt, nói chung là trứng là nó sạch hết rồi, thì cái bụng nó sẽ bị tốt lại, tại vì nó đẻ quá nhiều và nó mất sức rất nhiều. Thì cái thường á là những cái con cá mà
nó đẻ khoảng tùy theo cái cơ địa của con cá nha, nó đẻ khoảng hai lứa hay là lứa thứ ba hay tới lứa thứ tư á, mà hay là lứa thứ hai gì đó mà nó đẻ mà chạy như chỉ có đẻ sạch trứng luôn á thì nó mới bị tốt bụng. Và hoặc là ví dụ khi mà mới đẻ mà mấy anh em cái kiểu như là làm cho con cá nó mệt quá hoặc là thay nước đột ngột, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá, nó đừ và nó không ăn, nó cũng đi đến cái vấn đề là bị tốt bụng nha. Thì cho nên á, khuyến cáo mấy anh em á, khi gặp cái trường hợp này á, thì mấy anh em nên á, là thứ nhất á, như hôm bữa là mình chia sẻ cái vụ mà tách đẻ rồi đó, nghĩa là ví dụ như nói sơ qua tí xíu thôi, là ví dụ như mấy anh em á, là hãy nhất là mấy anh em nhớ là để cho con cá khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi trong cái môi trường đó nó ổn định và tách con trống ra. Và khi mà ok rồi mấy anh em lấy cái nước mới đã xử lý đó, xong á, khoảng dưỡng con cá riêng, con cá mái mới đẻ riêng khoảng tầm 4 ngày cho đến 7 ngày nha. Rồi mấy anh em bỏ con trống vào. Và lúc đầu là mấy anh em cứ con cá mà nó đẻ xong rồi mấy anh em cứ cho full natriumy đi nha. Và cho ăn cái liều lượng là từ ít lên nhiều, nghĩa là ví dụ như ngày này mình cho ăn chút xíu cho ăn nhiều lần nha, như cái vấn đề mà chia sẻ cách cho ăn á. Rồi vấn đề đó là tách bụng, tốt bụng vì con cá, cái đó là cách phòng ngừa khi con cá mới đẻ ra nó sạch trứng quá thì mấy anh em á, bây giờ nó đẻ rồi mình đâu có can thiệp được đâu, đúng không? Thì khi nó đẻ xong mà muốn mấy anh em muốn con cá đó làm kỷ niệm hay như thế nào đó, nuôi cỡ cứu được gì cứu, hoặc là để làm cảnh hay là thủy sinh gì đó, thì mấy anh em phải lấy cái con bị tốt bụng á bỏ vô nước tảo, nuôi nước tảo là nó vẫn cầm cự, nó vẫn sống được nha mấy anh em, để nước thấp thôi. Hoặc là ví dụ như nó tốt bụng dữ quá thì mấy anh em chơi theo cái kiểu như vậy nè, đó mấy anh em, nãy mấy anh em đỡ vậy nè, nước thấp tí xíu thôi, nó còn vô đây thôi nha, rồi cho một giọt súp ngô quang vô đỡ cho con cá nó dưỡng, hoặc là lấy nó, nếu mà không có, nếu mà cá nước tảo thì bỏ nước tảo như vậy càng tốt. Mấy anh em thấy không, con cá huyền thoại của mình quay 2 tháng mấy trước 3 tháng mấy trước, bây giờ nó chắc nó cũng phải 8-9 tháng rồi, 2 tháng mấy 3 tháng mấy trước là vẫn còn sống á, em thấy không? Con cá thí nghiệm huyền thoại của mình đó. Thì đó là vấn đề mà cách đề phòng và cách khắc phục về vấn đề mà tốt bụng khi con cá nó đẻ nha. Rồi giờ mình đi tới cái vấn đề thứ hai là vấn đề gì? Con cá bị đường ruột, nguyên nhân vì sao là con cá nó bị như vậy? Thứ nhất á, là ngồi cái trường hợp mà bây giờ mà dạng như là bị cái con vi khuẩn, mà nói chung là con mấy cái con vi khuẩn mà dạng mà bệnh mà đường ruột á, là khi mà mấy anh em cho ăn bị đường ruột nhiều nhất là trùng chỉ. Tại vì sao? Sau đó là mới tới Actomy, nhưng mà Actomy sinh khối lồi bự, cá đang không được hay như thế nào đó, nói chung là Actomy thì rất là ít, xác suất thấp lắm, xác suất thấp bị bệnh. Cái nguyên nhân chính mà bị mà tốt bụng bị đường ruột đi phân trắng á, đa số là trùng chỉ. Tại sao? Cái con trùng chỉ á, nó quấn lại thành một cục. Mấy anh em nhiều khi ví dụ như mấy anh em đi làm hay là mấy em về đám, mấy em quăng vô một cục của đá, đúng không? Thứ nhất là trong những cái con đá này sẽ có những con chết. Và trùng chỉ nếu mà không có chăm kỹ đỡ từ sáng đến chiều nó sẽ chết. Những con nào mà mới chết thì ông nói, những cái con nào mà chết mà lâu quá nó sẽ có những cái con vi khuẩn cá hại ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa của con cá khi con cá nó ăn vào. Và mấy anh em nó tạo thành một cái ký sinh trùng á. Mấy anh em thấy á, thường thường nha, con cá mà nó tốt bụng vì ăn không được, vì cái pH mà nó tụt xuống tụt nhớt á, ăn không được, nó bơi lờ đờ đờ. Nó khác với vấn đề là cái con cá mà các anh em thấy không,
mấy con cá mà nó bị tốt bụng mà nó bị cái đường ruột á, là lâu lâu đi là nó giật, nói chung là nó giật nhẹ, kiểu như là ví dụ như có một cái những cái con ký sinh trùng ở trong trong cái cơ thể nó hay dãy dụa gì, nói chung là nó nhẹ lắm, nhưng mà mình nhìn kỹ, mình để ý, mình chơi lâu thì mình mới biết được ngang nó hay giật nhẹ thôi, hiểu không? Cái nghĩa là ví dụ như kiểu ngứa ngáy trong mình vậy đó, đại khái là như vậy. Mình tóm gọn lại, tại vì ví dụ như hiện tại bây giờ nói từ ngữ mà không chính xác hay không ok là bắt đầu là mấy ông nội kia vô mổ xẻ là bắt đầu là kìa, không? Cho nên nói tóm tắt lại là cái con cái sinh trùng đó nó làm ảnh hưởng tới cái con cá của mình đó, và nó qua cái đường thức ăn. Thì khi mà con cá bị tốt bụng thì nó sẽ đi phân trắng, nếu mà tốt bụng theo cái hướng là bị đường ruột nha, nha mấy anh em. Còn vấn đề mà tuột nhớt bả ăn á, tại vì pH nước ấy bả ăn á thì nó tốt bụng á, thì cái vấn đề đó lừ đừ á, thì vấn đề mình chuyển sang về vấn đề nước rồi ha. Mình đang nói về vấn đề là thức ăn trước. Cho nên á, thứ nhất á, là mấy anh em cách đề phòng á, là mấy anh em phải xử lý trùng trước đi, xử lý trùng sao cho nó ok nha, đề phòng trước đi. Còn khi mà bị bệnh rồi á thì nó thiệt sự ra là cái bệnh này nó cũng nan y, nó cũng nằm trong vấn đề nan y. Nhưng mà mình cũng trị được, nhưng mà nó thấp, tỷ lệ nó cũng được à, chứ nó không gọi là cao lắm. Nếu mà phát hiện sớm, nếu mà phát hiện mà con cá mà bả ăn á, thì bắt đầu là mình chơi men tiêu hóa luôn, vẫn men tiêu hóa nha, vẫn men tiêu hóa. Thì cái liều lượng là 1 lít nước 5 giọt men tiêu hóa và thay nước 100% trong vòng 24 tiếng. Nói chung đó là liều lượng nó sẽ tăng hơn so với con cá mà nó chưa, cái kiểu là so với con cá mà nó bị sình bụng nha, sình bụng là nó ăn không tiêu thì cái liều lượng nó nhẹ. Còn cái đây là nó bị cái kiểu như là bị vẫn bị tiêu hóa mà bị đường ruột là nó bị nặng rồi, mấy anh em hiểu không? Thì mấy anh em là bả vô 1 lít nước, 1 giọt super one và 5 giọt men tiêu hóa cho ăn. Một ngày đầu là không cho ăn, qua ngày hôm sau cho ăn tôm bi ít thôi nha, rồi thay nước 100%, 24 tiếng đồng hồ là thay nước 100%, thay nước và thuốc 100%, làm khoảng từ 3 ngày đến 5 ngày, và từ ngày số 2 cho đến ngày số 5 thì cho ăn Artemy ít là một ngày một lần thôi, tại vì trong đó nó có giọt super one là nó dưỡng con cá được rồi nha. Không cho ăn là để chi, mình phải hiểu được vấn đề không cho ăn mà để men tiêu hóa là đói là chi, để cho những con cái sinh trùng đó nó không có, tại vì nó không có phát triển nữa. Đại khái như là mình không có chuyên môn chuyên sâu, nhưng mà mình cứ hiểu được vấn đề là con cá nó không, con ký sinh trùng đó là nó không, nó gặp men tiêu hóa, nó tiêu hóa là nói chung là nó sẽ dứt đi những cái thức ăn, nó men tiêu hóa là tiêu hóa những cái thức ăn dơ trong người con cá. Tại vì con cá nó ăn thức ăn tầm bậy tầm bạ thì con ký sinh trùng nó mới đi theo đường thức ăn và nó bị ảnh hưởng tới bề đường ruột đó. Thì mấy anh em hiểu không? Rồi, cái đó là cái trường hợp là con ký sinh trùng nằm trong thức ăn nó vẫn tốt bụng. Vấn đề thứ ba nữa mình nói thêm luôn là con cá mà nó bị lờ đờ da tục pH là nó bả ăn, nó vẫn tốt bụng, nó nổi mà nó mang nó phù ra luôn. Thì khi mà mình phát hiện dấu hiệu á thì mình sẵn đây mình nói luôn cái vấn đề đó nha. Nó vẫn tốt bụng tại vì nó ăn không được nha. Nên nhớ một điều là sình bụng là da ăn không tiêu, còn tốt bụng nó hai vấn đề. Một là ký sinh trùng trong thức ăn nó làm ảnh hưởng tới con cá, nó bị đường ruột đi phân trắng mà tốt bụng. Cái thứ hai là cái pH nó tục dữ quá, con cá làm con cá lờ đờ và con cá không ăn và nó vẫn tốt bụng nha. Rồi khi mà con cá gặp lờ đờ thì mấy anh em sử dụng antibio nha, antibio thì cái liều lượng là 1 lít nước, mấy anh em bỏ khoảng tầm là 2 giọt đến 3 giọt antibio thôi nha. Mấy anh em thay nước 100%, cho ăn nhẹ thôi, khoảng từ 3 đến 4 ngày nha, nhớ nha mấy anh em, cho ăn nhẹ thôi nha.
ngày đầu vẫn cho ăn bình thường, vẫn cho nhỏ giọt vô, một ăn một ngày một lần thôi. Actomy nha, nhớ Actomy thôi nha. Đó thì mình chia sẻ về vấn đề mà tốt bụng đó, nhưng mà đa số mình khuyên mấy anh em đừng đợi để bệnh nặng hay là đừng để đợi bệnh rồi mấy anh em mới lo trị, mà anh em hãy phòng bệnh. Phòng bệnh là như thế nào? Hạn chế được cái vấn đề trùng trĩ á, hoặc là xử lý cho nó thiệt sạch nha, và kiểm tra coi thử, ví dụ như nước mà nó đục, nhìn thấy nó đục, hoặc là ví dụ như là nó bong bóng nó nổi lên nhiều quá xung quanh, một con cá nó bơi lờ đờ, nó hơi bơi lờ đờ là bắt đầu là thay nước 100% liền. Con cá mà ví dụ như một con nó bơi lờ đờ là không phải cũng có cỡ 3 con trở lên trong một bầy là bắt đầu là thay nước liền, thay nước xử lý, thay nước hết 100% liền, tại vì nước đó nó có vấn đề. Một là nó tăng pH, hai là nó giảm pH, hai ba là nước nó dơ, không thì mình phải thay hết liền, mình phòng bệnh trước mà. Và ngày nào mình cũng hút cặn à, mấy anh em thấy không? Nước đây là ngày hôm qua lấy cái cặp kia về xong đã rồi, bảo nước lọc hết 100% luôn nhưng mà cá nó vẫn khỏe nè, nhìn thấy phân không? À, phân nó không bị phân hủy, còn mấy đây là nước cũ luôn nè, à, vẫn nuôi cá vip đàng hoàng. Đây là đời F2 này. Mấy anh em không? Mình xuyên hút cạn lắm, cho nên mình cứ hút cạn rồi xong đã mình chăm, ngày chăm 5% đến 10% nước là con cá nó cực kỳ khỏe luôn nha. Nhớ vấn đề là đừng có đợi bệnh rồi ấy, mình hãy phòng bệnh trước. Rồi bây giờ là cái vấn đề đó là xong rồi. Mấy anh em nào vấn đề mà trị bệnh nó xong rồi, mấy anh em nào mà còn chưa hiểu hay chưa nắm được cái vấn đề đó thì cứ inbox cái Facebook của mình nha. Zalo thì mình ít khi mình sử dụng lắm, nhưng mà nói chung là cái inbox Facebook của mình hoặc là Zalo, nếu mà ví dụ như là tìm Facebook không được á thì inbox Zalo cũng được, tại vì mình Facebook mình là quốc tế nha mấy anh em, y xì như cái tên vậy đó. Hoặc là mấy anh em lên Google search cái số điện thoại mình ra là có Facebook à, cái số điện thoại mình đăng ở trên này này, 0936 46490. Rồi bây giờ tới cái vấn đề thứ hai là vấn đề là những cái thực phẩm nào mà ok dành cho những cái người mà không có thời gian, người ta đi làm nhiều và nó chất lượng, ít tốn chi phí mà nó bảo đảm cho cái độ dinh dưỡng và cái sức khỏe của con cá. Thì trước khi mình review thì mình nói thiệt luôn à, mình là tại vì nhiều anh em hỏi quá, mà tôi thì sự hiện tại bây giờ là những cái số lượng những cái thực phẩm đó thì mình không có nhiều, thì mình cũng sẽ chia lại một cái phần hay như thế nào đó cho mấy anh em, và mình cũng nói những cái trong những cái phần đó có cái gì. Nếu anh em ví dụ như à thấy chỗ nào mà mua uy tín hay như thế nào, rẻ hơn hay như thế nào đó, ok thì mấy anh em tiện thì mấy anh em cứ mua, mình không có giấu giếm, mình không phải như à cắm trộn à, ông này bán cắm trộn là ông không có khai báo cái gì, không phải vậy. Mình mục tiêu của mình là chia sẻ đến anh em những cái nào mà tiện nhất, chẳng qua là ví dụ mình mua sỉ rồi xong đã mình tách lẻ ra mình chia lại cho mấy anh em cho nó ok hơn thôi, chứ còn mà không phải là dạng như nhập tấn tà tà gì là bán nha. Bạn mấy anh em phải hiểu được vấn đề là mình chia sẻ góc độ là cho mấy anh em đỡ tốn chi phí nha. Rồi bây giờ là trước tiên á, là trong cái vấn đề thực phẩm á, thì hiện tại bây giờ mình chia sẻ ba cái. Một là cám, cái gọn nhất nha, là cái cám thì mình đang bán trong cái cám trộn á nè, cám trộn này thì trong đây là nó có cám men, là cám bỉ á, cám men cám bỉ khoa với cám thái mà inve á, là nó cám thái là 3.5 nha. Thì cá nào nó ăn cũng được, chung là khoảng 7 ngày hay 10 ngày mà ăn sung lắm nha mấy anh em. Pha hai cái loại này chả biết sao, hồi lúc trước mình xài cũng cám B2 cũng cám Badona, nhưng mà thứ nhất đó là chi phí nó cao này mấy anh em này, nhìn này không, cám rất là ăn sung lắm. Nói chung là pha hai loại này vô lên chứ nó lạ, lúc đầu mình cho ăn cám thái không à, mà ăn cám thái thấy nó cũng ấy quá không, thì mình có chia trong cái combo của mình á. Thì ở đây là mình bán ví dụ như hai loại mình trộn lại á, thì 100g á, là nếu ví dụ như là những anh em nào mà đăng ký kênh của mình á thì mình sẽ bán là 45.000 nha, 45.000 100g, đó là những anh em nào đăng ký, còn ví dụ không đăng ký là 50.000 100g. Nói chung là mua sỉ thì nó cứ mua bì lớn rồi mình tách ra mình chia, nói chung là tiền công vẫn
thưa shipper ơi, gửi đi thì nó cũng đâu cũng qua giống mà nha, cũng không lời gì nhiều hết á. Rồi đây này, mình cho anh em thấy nè, đó mình quay mình đi cho thực tế luôn, cá nào mình cũng chay chứ không phải là cá cùi mình chay cắm đó. Mới đây là mới cho nó ăn Akami xong nha. Này mấy anh em không, con nào nó mang chung lắm. Chay ăn chút xíu vậy đó, đã thấy không? Không có con nào mà bảo ăn á, tại vì từ cá lớn đến cá nhỏ luôn. Xong cái vấn đề cám nha mấy anh em. Mấy anh em thường thường là mình bán combo luôn, trong ba cá luôn, cám với Akami giấy luôn. Mấy anh em mua lẻ thì nó khoảng 50 đến 45 ngàn cho đến 55 ngàn 100 gram, tùy theo vấn đề anh em mua bao nhiêu và anh em có đăng ký kênh mình hay không. Tại vì vấn đề ở đây là mình, mấy anh em đăng ký kênh mình rất là nhiệt tình, ủng hộ mình rất là ok, cho nên mình có chính sách giảm giá thôi. Tại vì những người đó là những người tin tưởng mình mà, người nói chung là tiếp bước động lực nha. Rồi bây giờ là tới cái vấn đề là hướng dẫn về vấn đề là Akami sinh khối lò Mỹ. Tại vì ví dụ như thứ nhất á, là mẹ anh em nhìn nè, cái Akami sinh khối lò Mỹ á, nói chung là nó, đây là từ sáng giờ là mình ngâm nước muối, mình bả tủ lạnh cho nên nó ra đi một số rồi, cho nên nó ấy, chứ thiệt sự đây là nó đã lắm, nó đã chót à mấy anh em. Mà con cá này nó thiệt sự là lò Mỹ thì mấy anh em hiểu rồi. Mấy anh em nên nhớ này, cái loại Akami Vĩnh Châu á, là đương nhiên là ở đây nó nở ok, nhưng mà nói về độ dinh dưỡng này nọ thì nó thiệt sự với cái giá thành hay là tất cả các kiểu là cái loại Mỹ nó không kém gì. Nghĩa là ví dụ như 1.8, 1.10 giữa A, nhưng mà cái giá của gã của nó rất là ok, nó rẻ hơn rất là nhiều nha mấy anh em. Riêng mà Akami loại Mỹ là nó thiệt sự là dinh dưỡng ok lắm, theo mình, theo ý kiến cá nhân của mình nha, tại vì mình test rồi, nuôi con cá lên nó cũng ác chiến lắm. Đó là mình nói là Akami ấp nở nha. Còn riêng mà cái nuôi sinh khói á là còn ác nữa. Đây mấy anh em, giờ vô vấn đề nha, xin lỗi mấy anh em nãy giờ nó xàm dữ quá. Đây nhanh gọn lẹ, cái ở trong này là cái bình ấp nở nha, thì ở trong này khoảng là 1 lít đến 1.3 lít nước á, thì mình nói mình cứ đổi như vậy nè, mình đổi đến cái mức đây cũng cỡ nào cũng được, thì mình bả là 2 muỗng muối hột. Đây là mình đang chia sẻ về vấn đề mà ấp nở và cũng như là ấp nở sinh khối nha mấy anh em. Đây 2 muỗng nhiều nước đây nha, 2 muỗng muối hột đây đã. Rồi xong, đã khoảng tầm 25 tiếng, nói chung là cái đây khoảng là 20-22 tiếng là đã nở rồi, nhưng mà nó rất là nhỏ, sợ nó yếu, thì khoảng 25-26 tiếng là vừa, 25-26 tiếng là vừa, là khi mà nó mấy anh em ngưng lại, ví dụ như là tới 25-26 tiếng là mấy anh em ngưng lại cái đây lại, chờ khoảng 10 phút nó lắng xuống nha, mấy cái giả trên nó lắng lên ở trên, còn cái Akami là nó bơi xung quanh rồi nó lắng xuống ở dưới, thì mấy anh em bắt đầu lọc ra như thế nào. Do tại vì cái đây là mình mới ấp đây, mấy anh em ra hay đặt trên Shopee gì đó, cái giọt đây nè, cái giọt đây dở không à, mặc một cái giọt đây dưới chùa trẻ, một cái giọt nano mấy anh em để vậy nè, hai mấy anh em lọc ra, đợi cái này lên dưới đây nha. Rồi đó, rồi anh em xả cái đây canh, đợi cái đây khoảng 10 phút cho nó ngưng, tắt quặn cái van oxy cho nó không có oxy nó vô nữa, hoặc là rút cái đầu kia ra để cho nó ngưng, nó yên lặng khoảng 10 phút. Xong đã, mấy anh em đổ ở đây, đổ ở đây thì nó sẽ có những cái con rớt dưới đây, thì lấy cái đó đổ dưới đây, thì nói chung là đổ ở trên đây thì nó cứ ấy vậy luôn, thì mấy anh em đi ra cái giò nước nào hay là cái giò sen nào mấy anh em xịt lên
xịt đến khi nào mà ví dụ như thấy mà có mấy cái giả mà nó nằm ở trên xịt nhẹ nhẹ thôi nha, xịt vừa 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 thôi mà nó cái mấy giả nó đen không, nó không còn đỏ nữa, rồi mấy anh em bả vô cái hũ đây nha, bả vô cái nước này như ở đây nè. Nhưng mà mấy anh em biết sao không, cái nước này mình nên đừng ở đây bây giờ lấy nước máy, máy lợn nó còn gà la hay như nào đó khi mình xịt vô trong này nó ảnh hưởng nữa, hiểu không? Mình muốn an toàn tí xíu mà lấy cái nước đã xử lý rồi á, mình bả vô cộng thêm á nè, mình bả vào đây xíu muối vậy nha, xíu muối vậy đó, mình bả lấy xíu muối đó bả vào trong này là gì biết không, để ví dụ như mấy anh em mà cơ quên để hoài á thì cũng mấy ngoài Tommy á nó có chết hay nó bị gì đó, một là nó có sống hay nó có chết đi chăng nữa thì nó sẽ không bị ương, nó không có bị sình á, kiểu như vậy. Kể cả nước muối á, hiểu không? Với lại cá nước muối thì nó cũng sẽ sống khỏe hơn nữa. Còn mấy anh em đây là mình đang nói là ấp nở nha, rồi xong đã mấy em muốn bảo quản á thì bảo vô trong ngăn mát, mà nên khuyến cáo là một ngày sử dụng trong ngày đi nha, đồ mà đồ lạnh hay đồ này nọ các kiểu thì nó không hay, nhớ nha, đỡ ngăn mát nha, đỡ nghiêng giày vô ngăn mát vô luôn nha. Rồi cái vấn đề là nếu mà ví dụ như đá đã ấp nở, còn nếu mà ví dụ như là sinh khói á, thì mấy anh em thấy không nè, nãy mấy anh em thấy nó còn có mấy con nó bao không đó, thấy nó bao không, thì mấy anh em lấy cái ống hạt Tommy á, khi mấy anh em đi sinh khói á, mấy áo hạt Tommy á, mấy anh em hút ở bên ngang đây nè, những cái con ở trên nè đó, khi mà mới ấy ra liền nha, mấy liền là mấy anh em hút ở trên đó, rồi mấy anh em bả ra trong cái hồ mà mấy anh em đã chuẩn bị nuôi nha, nhớ nha, hút là hút ngang nè, những cái con đó nó bơi được hay nó còn sống á, hút ngang vô thì đây mình cho mấy anh em coi cái hồ mình đã chuẩn bị. Đây mấy anh em, trong đây là cứ 10 lít nước, 20 lít nước là một cái muối hộp nha, trong đây là khoảng là cái khay đây là mình tính là khoảng là 42 lít nước thì mình bả cỡ 2 ký mốt, nếu mà đầy còn lưng lưng về là cỡ 40 lít nước là bả 2 ký muối nha, mình hòa tan mình quậy lên, nước máy trực tiếp vô cũng được, không có cần nước gì hết, mình quậy trực tiếp lên và mình hút, nãy mình hút ngang á mình hút khoảng là hút ngang nha, à tôi mới hút ngang á thì mình hút khoảng 5 cái ống hút này thôi, mình đổ vô đây. Nhớ nha, mấy anh em nên nhớ một điều là mấy anh em cấp bả nhiều thì chăng nữa thì thứ nhất là những con hạt Tommy nó không có oxy, tại vì mình nuôi không oxy mà nó chặt quá hay như thế nào đó thì nó sẽ thức ăn không đủ hay như thế nào đó thì nó dở chết, mật độ nó nhiều quá thì nó dở chết, mấy anh em hiểu không, nó ảnh hưởng tới những cái con khác, cho nên mình vừa đủ thôi, cỡ năm ống hút ngang nha, không phải là năm ống hút đặt Tommy từ đây đến đây đâu nha, cứ hút ngang được bao nhiêu là cứ 5-6 hút vậy đó. Đó, mình bỏ vào đây, mình nuôi thử thí nghiệm rồi sau này ví dụ như mình vừa vớt rồi mình chim vô từ từ. Hiểu không? Ví dụ như mấy con đây nó lớn rồi nè, như ví dụ như bữa mình nuôi cái đây nè, mình vớt hết. Đó xong đã còn mình cho nó ăn hết. Xong đã còn thì mình đưa qua đây, mình chuẩn bị mình lấy cái này là khoảng tháng mấy á là mấy anh em thay nước. Anh em vớt là hết những cái con hạt Tommy trong này bỏ qua cái nước mới, những con còn sót lại á, rồi xong đã mấy anh em lặt hồ này cỡ tháng mấy 2 tháng là mấy anh em thay nước vậy thôi, tại vì nó lớn mình chai chủ yếu lớn nè, này như đây này mấy anh em đó, nó để ra mình vớt cứ vớt chai có mười mấy ngày 20 ngày lớn tí xíu cỡ về là mình á, cỡ về là mình chai rất là tiện lợi luôn và nó sống rất là khỏe, không cần oxy gì hết á nha. Rồi cái đó vấn đề cũng bị nước này, vấn đề mà khi mà nước đục á thì lấy cái hồ khác mà bả như vậy rồi vớt những cái con này ra, những con hạt Tommy còn sót lại ra rồi bảo qua cứ tháng mấy 2 tháng đó mình làm lần thôi à, nên nó cũng tiện đúng không, do tại vì cái này á là mình cho ăn những cái thức ăn nó có ván á, mình test thử nghiệm á, chứ thường thường là 3 tháng hay 5 tháng gì đi chăng nữa thì cũng không cần thay nước, miễn sao cứ lâu lâu mình chim vô, hiểu không? Thì nó rất ít tốn chi phí nuôi sinh khói, nuôi sinh khói á, nó rất là ít tốn chi phí nha mấy anh em. Và còn thức ăn của nó thì đơn giản, mấy anh em ra mua cái cám ngọt á,
cái này bị á lộn, cái men tiêu hóa, men bánh mì tiêu hóa loại ngọt á, cái này đó, cái loại bị đây này. Xong để mấy anh em bỏ vô thủ chỗ này, lần cho ăn khoảng một muỗng, ví dụ như là khoảng ba hồ này là mấy anh em cỡ một muỗng cà phê, một muỗng cơm, một muỗng cơm hộp á, một muỗng cơm hộp đây không, mấy anh em bỏ vô đây, mấy anh em pha cỡ một nhiều cũng được đó. Rồi mấy anh em chia đều, mấy em ngâm đỡ đây, ngâm khoảng 3-4 tiếng gì đó, xong quậy đều lên, quậy đều là nó tan thành sữa. Thì mấy anh em lọc qua cũng cái giọt hồi nãy á, mà cái giọt khác cũng được đó, cái giọt như này hả, mấy em lọc qua quậy đều lên 3 tiếng sau, quậy đều lên lọc qua, chia ra từng nồi chỗ 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 hả, chia đều ra thì cứ ngày cho ăn lần vậy thôi nha, không cần cho ăn gì hết, cứ ngày cho ăn lần vậy thôi, một loại men bánh mì thôi, nuôi rất là dễ và nó sống rất là dai, phát triển rất là ok nha. Lớn lớn là mình vớt, mình vớt đi, cảm thấy mật độ mà thưa thưa là mình chim những cái con atami mà ấp nở vô chút xíu và để nó phát triển hết, lúc này mình hốt hốt lúc khác, chứ đừng ở đợi nó đẻ ra lâu lắm, mà là đẻ ra những con nó già rồi ăn mệt lắm không. Mà atami nó rất là đã nha, chung là buổi chiều quá chứ mình atami nó đã lắm, nói chung là nó đầy đủ chất dinh dưỡng em thấy không, nút đục mà thấy đã chót rồi, nó đẹp, nó sướng lắm. Nói chung loại này đồ Mỹ, mà Mỹ thì đương nhiên cái gì nó cũng chất lượng đó, đơn giản vậy thôi. Và những cái lon này là mình nhập về lon chính hãng, thì mình có bán lẻ là 25.000 một 10g, 10g là 25.000, còn một lon thì trên Shopee thì người ta thường thường bán là 1 triệu 50.000. Thì mấy anh em nào mà đăng ký kênh mình thì mình chia lại cho mấy anh em loại mà loại đát mới với lại loại chính hãng thì nó khoảng là 950.000 một lon, 425g, mua lẻ thì 25.000 một gram, còn mấy anh em mà chưa đăng ký thì mình bán là 1 triệu một lon nha. Cái này mình nói thật sự là mình cũng chia lại thôi chứ cũng không có nhiều, là nhiều anh em hỏi mình mới chia thôi, còn mấy anh em mua ở đâu cũng được, cảm thấy ví dụ như cái đát nó ok hay là nó chính hãng thì mấy anh em cứ mua sử dụng không sao, không thành vấn đề gì hết nha. Rồi cái đó là mình đang chia sẻ về vấn đề mà atomy sinh khối hả, mấy anh em cứ đỡ về nuôi thôi, thứ cha ăn dễ rồi thôi, đơn giản mà đó, nó vẫn sống bình thường, vẫn không oxy nè, thấy không, vẫn sống bình thường. Cứ ngâm vậy đó mà cha ăn bình thường thôi, miễn sao ví dụ một ngày cha ăn một lần, mà chờ khi nào mà nước nó trong á thì mấy anh em hãy cha ăn tiếp. Còn nếu nó đục quá thì 2 ngày cũng được, chứ không phải là cố định ngày nào cũng chan một lần nha. Con atomy nó cũng như con cá vậy đó, nó nhịn, nó ví dụ như nó nhịn một ngày nó không chết, mà cha nhiều quá thúi nước nó chết nha, và mật độ nhiều quá nó cũng chết nha. Mật độ nhiều quá là những con atomy nó chết, nó chết thì ảnh hưởng tới nguồn nước nó thúi, mà nó chưa quen được với thích nghi là nó sẽ chết hết một bầy. Nhớ nha mấy anh em. Rồi cái vấn đề là atomy sinh khối Mỹ, rồi chuyển sang vấn đề là trùng trắng của Mỹ luôn. Thì mấy anh em biết sao không, cái loại trùng trắng này, cái điểm tại vì sao những anh em khác là không nuôi mạnh về cái này, tại vì lúc đầu á mấy anh em nuôi bằng sơ dừa á, nó thiệt sự là nó nuôi sơ dừa là nó tốn thời gian mà ruồi mũi rồi dòi rồi nó lên rồi thức ăn rồi móc, mấy anh em xử lý cái này xong thì cái kia phát sinh rồi, con giống nó được không được khỏe, rồi con giống nó ít, rồi một phần là mấy anh em bán không có chỉ chia sẻ nữa, cho nên nó chết, mua gì là chết. Mà mấy tháng trước mình cũng đã nuôi rồi, mình cũng nản, nhưng mà nói chung là mình cũng lên mạng học hỏi một số anh em, trong đó có 10 anh em là người ta nuôi bằng cái cách này, và cộng thêm đó là mình tối ưu hóa thêm những cái vấn đề đơn giản. Thì hiện tại bây giờ là mình nuôi khoảng 2 tháng rồi, bữa nhiều lắm mà bị chuột nó phá, ở ăn lắm, khổ lắm, không có sợ trùng chết mà sợ chuột nó phá. Thì như thế này, khi mà anh em mua con giống về con giống của mình về nha, thì con giống mình là nói chung là bao sạch luôn, cái này là rất là sợ bị dòi nó vô là nó ăn thức ăn, nó ăn những cái con trùng luôn nha em, mấy anh em
Mấy con này được cái là nó hay, nó cũng núp. Trong này là miếng rửa chén nha mấy anh em, miếng rửa chén nha. Thì nó đơn giản như thế này, ví dụ như trước tiên đó là mấy anh em phải chuẩn bị một cái thùng xốp miếng vải này đã đậy lại, để tránh ruồi nó bay vô hoặc là kiến nó bu vô hay như thế nào đó nha. Nhất đặc biệt là những con ruồi nó bay vô nó sinh rồi là banh nóc luôn. Thì trước tiên là mấy anh em cho ăn, cho ăn thì này mấy anh em ra cái chỗ mà tìm thức ăn cá cảnh đó. Á lộn, thức ăn của cá đó à, mấy anh em mua cái đang nó bán bì thức ăn của cá, thực phẩm thức ăn của cá mà cái loại rẻ tiền nhất, dỏm nhất á, ví dụ như mấy cái đây này hay là cái gì cũng được, miễn sao thức ăn cho cá được rồi nha. Đã mấy anh em lấy cái đó nêm bả vô trong nêm bả vô trong trong này nha. Rồi anh em đổ nước vô, mấy em ngâm khoảng 2 tiếng cho nó nở ra. Xong đã rồi mấy anh em chia đều ra, ví dụ như lúc đầu ít á, coi thử cái, ví dụ như một mình bả một miếng trước nha, coi thử nó ăn hết hay không, trong một ngày nó ăn hết hay không nha. Rồi xong đã rồi mới cho ăn tiếp. Sau này ví dụ liều lượng nó nhiều lên hoặc là nó nhiều quá thì mấy anh em tách ra, tại vì con này nếu mà mật độ của nó mà nó càng rộng thì nó phát triển càng mạnh, và cho ăn mà càng ok đúng thức ăn sạch này nọ các kiểu thì nó phát triển cũng ghê gớm lắm, nó cấp số nhân nha mấy anh em. Cấp số nhân ví dụ ngày hôm nay hai bài là mà nó nhiều lắm, thấy gì cho mấy anh em thu hoạch lên là cực kỳ nhiều luôn. Mà ví dụ như cỡ như vậy là nuôi một bầy cá giống mà khoảng 30 con đến 50 con là bình thường nha. Này như đây này, bầy cá giống khoảng 30 con đến 50 con là bình thường, đó là mình là dư thoải mái đó, làm ngày cho ăn 1 đến 2 cử đó. Tại vì cái con này nó rất là nhiều chất đạm, thứ nhất là chất dinh dưỡng nó không, mấy anh em lên Google tìm hiểu về cái con mà trùng trắng Grand Wall gì đó biết mẹ đó. Nhưng mà cái giờ con trùng trắng của lò Mỹ, hàng này hàng của Mỹ nhập, nó nhập chóng về. Lúc đầu là mắc lắm, 250.000 một phần, mà giờ nó rớt còn 50.000 một phần á. Thì mấy anh em hiểu là nó cực kỳ đủ chất dinh dưỡng và nó sống được trong nước từ sáng đến chiều luôn. Và khi nó chết á, nó không có phải là dơ như cái con trùng chảy, mà đặc biệt á, là tiết kiệm kinh tế rất là nhiều luôn. Mấy anh em nuôi được á, thì nói thiệt sự ra là nó đẻ lắm mà nó đỡ tốn ghê gớm lắm, mà nó không có thua gì, mà thậm chí nó còn hơn nữa. Hơn thì sao, nó sạch. Cái thứ hai là những cái con nào nó có một địa điểm là khi mình thu hoạch á, những cái con chết á, là nó không, mình thu hoạch không có được hiểu ý mình không? Cho nên là những cái con sống nó mưa ấy rồi là tránh được hộp chết này. Cái thứ hai là nó theo kiểu nó rất là nhỏ, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới vấn đề mà khi mà nó chết hay như là một hai con thì nó không ảnh hưởng gì nhiều so với cái con trùng chảy, tại vì môi trường của nó là môi trường sạch. À, thì nó ít vi, nói chung là ít vi khuẩn nhiều, vi khuẩn là từ khi là ví dụ như là sợ ruồi vô nó đẻ rồi dòi này nọ nha mấy anh em. Rồi vấn đề là ví dụ như vấn đề mình đang nói là vấn đề quay lại vấn đề là mình đang nói về vấn đề là trang nha. Thì đã trang thì cứ ngàn cử ngâm nó thức ăn như nãy mình nói đó, xong đã rồi ví dụ trong cái môi trường trong này này thì mấy anh em xịt ở dưới chiếu xíu nước. Khi mà trang á, ví dụ như á, mấy anh em bả những cái thúng miếng thức ăn này lên, mấy anh em muốn nhân giống cho cái này bả miếng thức ăn này lên, xong đã mấy anh em xịt một lớp nước nhẹ như này, kiểu vậy này, xịt nước nhẹ này à, vậy đó. Rồi cho nó ướt ẩm tí xíu, tại con này cơ bản là nó chống trong môi trường ẩm, mấy anh em không đó, thì cứ xịt vậy rồi xong đậy nắp lại. Ở dưới đây này mấy anh em có đỡ khoảng 1 đến 2 cm nước nha, để cho nó cá độ ẩm, và thứ nhất là nó chống kiến tùm lum tùm la đó, chống ruồi muỗi rồi nó cũng ít, hiểu không? Đó, 1 đến 2 cm nước trong đây. Rồi xong đó là một cứ trang rồi cứ xịt dậy, xong đã qua ngày hôm sau coi thử cái liều lượng thức ăn mà tăng hay giảm. Và đặc biệt á, qua ngày hôm sau á, mấy anh em thấy thức ăn mà nó còn dư thừa như vậy này, mấy anh em dứt ra, hiểu không? Có một ngày á, tránh tình trạng là thức ăn nó còn dư thừa, nó còn lâm mốc này nọ, nó hư, đúng không? Tại vì nó ít quá nó ăn không đủ á, nó dạng như là nhiều quá nó ăn không hết á. À mấy anh em dứt ra bả, dứt ra trong bộ nước vô, ví dụ cá con trùng á, trùng mà nó dính trong thức ăn mà
dư thừa thì mấy anh em hút trùng cha cha cá ăn, còn không thôi là mấy anh em bả nha, bả thức ăn cũ đi. Rồi còn muốn thu hoạch á, đơn giản lắm, muốn thu hoạch hoặc là nhân giống á hay là tách giống á thì đơn giản lắm. Ví dụ như á, ngày mai mấy anh em muốn thu hoạch đúng không, thì ngày hôm nay mấy anh em đợi vậy này này đó, là sáng dùng tí xíu xong để mấy anh em bả thức ăn lên, đơn giản vậy thôi. Rồi qua ngày mai hôm sau là nó bu lên ăn, nó sẽ bu lên ăn nha. Đây này, cha mấy anh em coi này, cái này là thầy lại tí xíu ngày mai là hả, như đây này hả, thì muốn ví dụ thu hoạch cho cá ăn hay là thu hoạch nhân giống á đó. Đó anh em thấy nữa không, thấy nó bu lên không đó, thấy không đó, nó bu lên, nó bu lên. Rồi ví dụ như khi mình ăn hết thức ăn hay như thế nào đó, còn thức ăn cũng được không sao, thì mấy anh em cứ cứ thế mà lấy nhúng vô cái nước mà để xử lý á, cái nước múc hụ nước cháy ở đây này này. Được con cá là biết sao, con trùng nó lắng xuống ở dưới là cứ hút quanh chỗ cá là bao phê luôn đó. Cắt cái miếng đó đây là bả lên trên rồi sau đã rồi cũng quẩn chai quẩn xịt nước bình thường vậy đó. Xong để muốn thu hoạch hay là muốn nhân giống á, muốn nhân giống á thì ví dụ hút bả vô đây xong để rồi lựa ra, đừng có hút những cái thức ăn thừa, hút những cái con trùng trắng. Rồi ví dụ như là ra mua cái miếng rồi chén á, nhúng vô, nhúng nước vô rồi cũng vẫn để là 1 cm nước, rồi xong để rồi khi mà hút những cái con thu hoạch những cái con trùng ở trong đây, lấy cái ống hút có hạt cami á, hút những cái con trùng trong đây ra, bả lên những cái miếng trắng, rồi bả thức ăn lên, thức ăn mà đã ngâm cho nó mềm nhăn rồi xịt lên chiếu nước. Trước tiên làm cái giá thể thì mình lấy cái giá thể là cái miếng đĩa chén là mình nhúng nước cho nước trước, rồi xong cứ thế mà làm thôi. Thích tách giống hay là thích thu hoạch cho cá ăn cũng đều được, mà nó cấp số nhân nha, nó nhiều lắm mấy anh em ơi, cho nên cái này là rất là tiết kiệm được chi phí mà chất dinh dưỡng cũng ok, mà cộng thêm đó là nó rất là sạch, cực kỳ sạch luôn. Chứ nó sống trong đó, nó ăn thức ăn cá, chứ nó đâu có thức ăn cám cá rồi. Trời. Rồi nó sống trong cái đá thì lấy gì nó dơ. Sống trong đất như ngày xưa, ví dụ như bả dừa, bả đất này nọ, nó tạo này nọ, nấm đồ, vi khuẩn các kiểu. Chứ bây giờ mình sống trong đá, mình tối ưu trong đá, mình làm trong cái miếng rửa chén đó thì lấy gì mà có vi khuẩn này nọ các kiểu. Mà cơ bản là rất là sạch, đầy đủ chất dinh dưỡng, không bể sai, không có tình trạng. Hiếm lắm có tình trạng là bị sình bụng này nè các kiểu, hay ăn không tiêu xù quẩy này nè các kiểu nha mấy anh em đó. Thì con giống, và đặc biệt đó là mấy anh em nên mua những cái con giống mà nó khỏe nè, nó trâu nè, hiểu không, hoặc là ví dụ như là nó sạch nè, nó không có dòi nè và nó cũng nhiều nè đó. Thì hiện tại bây giờ thì ở ai người ta bán cũng 1/50.000 thì mình cũng bán 1/50.000, nhưng mà được cái là ví dụ như mình sẽ để những con giống mà sạch nhất và những cái số lượng nó cũng sẽ nhiều hơn người ta, để cho mấy anh em ấy, mới cho mấy anh em mà làm nha. Thì combo ví dụ như combo Atomy Mỹ 20g Atomy Mỹ cộng thêm ví dụ 100g kia với 1/1 đó, thì mình thường thường là mình bán là combo 3 cái vấn đề đó là khoảng 150.000. Rồi còn đó là ba cái đó. Thì với lại anh em thì mình chia sẻ vấn đề mà anh em, những người đi làm thì nếu ví dụ mấy anh em sử dụng những cái thực phẩm này á, ví dụ sáng mấy anh em trang trùng trắng, anh em quanh chỗ đó, đến chiều nó vẫn còn sống, nói thiệt luôn, ai biết chứ, riêng mình ví dụ mình test rồi, đến chiều nó vẫn còn sống. Và cho ít thôi, cho ít, ăn ít thôi mà nó vẫn cầm cự đầy đủ chất dinh dưỡng từ sáng đến chiều được. Tại vì mấy anh em nên nhớ nè, khi mấy anh em bả cám thì từ sáng đến chiều, một ngày không nói nhưng mà 10 ngày á thì bả nhiều quá, hoặc là trùng chỉ mà nó chết, mà nó sình, hay là những con nó chết trước mà mình không biết, mình không lọc ra được. Tại vì con trùng trắng đây á là nó sống không à, nó sống, mình thu hoạch sống không à, thấy không? Và nó sống trong nước là được khoảng là tầm 8 tiếng đến 10 tiếng đó, theo mình test là như vậy nha. Thì ăn đủ chất dinh dưỡng này nọ các kiểu, và không có tình trạng là sáng chiều nó đục nước, nó ngâm nước này nọ các kiểu. Nên sáng mấy anh em chai trùng trắng nha, xong để chiều mấy anh em đi làm về
mấy anh em chai ngạc Tommy nha. Rồi hoặc là chai ăn cám xen kẽ, hoặc là chai ăn cám xong đã rồi khoảng 7-8 giờ tối mấy anh em chai ngạc Tommy, là con cá luôn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và rất là khỏe và đỡ tốn thời gian cho mấy anh em, thấy không? Thì ví dụ như chiều tối là mấy anh em hút cặn rồi xong đã mấy anh em cho cứ 30 phút 1 tiếng rồi mấy anh em chai chút xíu ngạc Tommy, chút xíu cám, thấy không? Đến khi cứ khi đi ngủ thì đừng có chai nhiều vậy đó, để nó làm không ảnh hưởng tới nước của mình, là con cá nó vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, vẫn khỏe. Hoặc là ví dụ như đó, là mấy anh em nên nhớ nha, là khoảng nếu mà mấy anh em đã là mình đang nói Atomy ấm nở, còn nếu mà Atomy sinh khối thì mấy anh em nên chai khoảng từ 5 giờ chiều đến 6-7 giờ chiều gì cũng được, sinh khối đó. Xong đã rồi mấy anh em mới chai tới ăn cám để nó tiêu hóa nó tốt hơn nha nha mấy anh em. Vậy là thì con cá nó vẫn ok, vẫn đầy đủ chất dưỡng, vẫn khỏe cho những anh em không có thời gian dành cho đi làm. Rồi cảm ơn anh em, video dài quá với lại có những lúc xa thì mong anh em có gì bỏ qua, và những cái, và khuyến cáo là những cái này là ý kiến cá nhân của mình, mấy anh em cảm thấy ok thì mấy anh em áp dụng, còn không được thì thôi mình lướt qua đi, chứ đừng có cờ khịa là mình làm cái video là mình tự chữ thẳng mặt á. Ừ, rồi cảm ơn mấy anh em nha, nói giận vui vậy thôi. Ừ, bye mấy anh em.